ស្ដីតែទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើមកបំពង់ទឹកត្រីអំពិលខ្ចីញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទិញបានមន់ចំនួន1 បន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដាំឆូតមួនបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដាំប្រឡាក់វាជាមួយខ្ញុំសាំងស៊ុប ហើយនេះពេលមកយើងបានក្តៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់បំពងមាន់
lời này nhung chấm đam bông được thành phật cháy thì bông lái nhà bông tôm xôi đi sắn tam phật cháy chỗ tê tôm tôm cái nhân ăn cơm số mà xài số lại cho nó khăn mặt trên mà mỏ á chú phải ăn khăn khăn mặt trên mọi mà dương mang kiếm lâu ấy nhưng chụp đám sẵn đi lái ồ làng kiếm ô khăn mình tên quá ấy à lời nếm hộp bao dương mang chân hài tờ chụp đám nhâm chụp mới nhâm được ở khí ấy ồ mọi dương kiếm lâu khăn mình tên quá ấy ồ khăn ấy chén không mình tên nếu vô nhâm thì mình nhân sạch chị má con chào anh em tất cả các anh em, bye bye.